Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 29 tháng 12, miền Bắc trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, nhưng nhiệt độ trong ngày đã tăng. Miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu sẽ gây ra mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại về đêm và sáng sớm, trời không mưa. Trong ngày, nhiệt độ tăng và ổn định hơn. Miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu gây ra mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên vào hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.